Có vài con thôi nhưng mà không đi. Ra sao về trên này cho chợ đậu qua đúng không? Dạ, chợ đậu. Anh rảnh làm cho xong bay đi rồi kêu họ kêu Huệ chở đi xây. Nhiều trẻ bé rồi mong cái tiền
Nhìn được không? Đây là nhìn cái này ra được không? Du du bóc trong cái kệ miệng. Chỗ này thì thấy đen nhiều nè, tôi về dưới này cái này cũng